Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Út để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Xin kính mời quý vị và các bạn mình vào phía trong để mình gặp anh Út ha. Mai nay về lặt lá sạch hết trơn nè quý vị ơi. Em chào anh. Mình chào thầy Tấn, mình chào tất cả anh em bạn gần xa nha. Hôm nay mình có về nội dung là 100 cây thì mình quay rồi 60 mấy cây, giờ là cái mã đầu tiên mình là 67 nha anh em, thì anh em cũng thông cảm để cho mình gửi bưu điện khỏi làm nhầm lẫn anh em. Thì mai này là mai dọn lá gai, mai hộp anh em. Thì địa chỉ của mình vẫn là ở xã Bình Tây, huyện Quy Tri, tỉnh Trang anh em. Số điện mình để trên tiêu đề anh em. Mình cũng thường lệ như thường lệ là mình bao tơ ship toàn quốc hết tất cả anh em. Mình mong tất cả anh em giao lưu mình rất mạnh như lúc trước anh em. Rồi, mình vào cây đầu tiên là của clip hôm nay là mã số 67 nha quý vị. Chiều cao mét 6 em ơi. Rồi, mét 6. Mai này mình có con lại hết rồi. Con tàn lại ha. Con sủng cho anh em về để anh em trồng mấy cái cây cành nhỏ nhỏ là mình đã cắt tỉa sạch sẽ chuẩn bị trong hết rồi nha anh. Rồi. Vậy cho nó mạnh khỏe ha anh. Con mấy cái cành nhỏ nhỏ hết chứ mình tè vô hết khoảng chừng tát sát rồi nha anh. Rồi, cho cái quà này em nói luôn. Quà này em nói là 21 anh em ơi. Rồi, chính xác 21 quà. Mã số 6 không phải là giá 1.4 nha anh em. Rồi, 1.4. Rồi, xuống cây. Đừng để ngoài chi xa dữ em. Để hồi mất công vô. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là 68. Rồi, 68. Ngã. Rồi 68. Chiều cao cũng 1m6 luôn em ơi. Rồi 1m6 cao. Rồi 1m6 nha anh em. Rồi. Lặt lá sạch hết trơn vậy là quý dễ quay tay cành nào quý vị ha. Cái đầu tay cành vô hết thẳng tắt tết với mấy chà nhỏ nhỏ là mình con hết rồi nha anh em. Tay cành đặt hết trơn ha. Rồi cho cái quành luôn anh ơi. Thoát thân thấp chủng dưới đây luôn. 21 yếu tính 20 nha anh em. Rồi chính xác. Mã số 68 là 1.4 luôn anh em. Rồi 1.4 nha quý vị, bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 69. 69 chiều cao 1.5 anh em ơi. Rồi 1.5 cao. Đây thằng rất là đặc luôn anh. Tại mình tỉa ba chà nhỏ nhỏ hết. Rồi cho cái quành em nó luôn. Tay cành kia cũng đẹp quá nè ha. 20 hoành nha anh em. Rồi 20 hoành, mã số 69 giao lưu nhiêu? 69 giá 1.3 nha anh em. Rồi 1.3, bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 70 nha anh em. Rồi 70. 70 chiều cao 1m7 nha anh em. Rồi 1m7 cao. Rồi 1m7 mình có tính 1m7. Tay cành quá đều luôn nha nè. Tay cành lực không hắn nha nè. Rồi cho cái quành em nó luôn. 24 quành nha anh em. Rồi chính xác. Mã số 70 này giá 1.5 luôn nha. Rồi 1.5. Rồi xuống cây. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn quý vị ơi. Mã số 71 chiều cao 1m6 nha em ơi. Rồi 71 mét 6 cao. Rồi để nhiều anh em chắc cú luôn. Này nó cũng có hơi hơi hiện tượng nứt nát nha anh em. Mình là 25 26 yếu tính 25 nha anh em. Rồi chính xác. Cho luôn nhiêu anh? Mã số 71 mà giá 1.7 nha anh em. Rồi 1.7. Rồi xuống cây. Rồi mã số 72. 72 chiều cao cũng 1m6 luôn em ơi. Rồi 1m6 luôn. Tay cành quá đều anh em ơi. Cũng gỡ ghế luôn anh em. Tay cành đặt nhẹ hết trơn ha. Nút quá trời nút luôn anh em ơi. Mùa này ra cái nút quá trời. Tay cành đẹp nè quý vị ơi. Có rễ luôn anh em. Rồi hoành luôn. Hoành là 21 yếu tính 20 anh em. Rồi chính xác.
ở số 72 giá 1,5 triệu luôn anh em. Rồi 1,5 triệu tay cành đẹp, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi xuống cây anh em ơi. Ở số 73 anh em ơi. 73. 73 chỉ cao 1,6 anh em ơi. Rồi. 1,6 có dư luôn. Tay cành quá trời. Tay cành đặt hết ha. Rồi cho em cái hoành luôn. Con cũ tròn tròn dưới đây ha. 23 anh em ơi. Rồi 23 hoành. Giao luôn nha anh. 23 giá 1,6 triệu anh em. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây. Số 74 anh em ơi. Rồi 74. 74 từ cao mét 7 anh em ơi. Rồi mét 7 luôn. Có hiện tượng nhiều lắm anh em, mình như chưa rõ không thì mình không có bán anh em. Em cứ tham khảo tại. Rồi anh xây vòng cho quý vị thấy cái tay cành cho nó rõ ha. Có đế có rễ luôn, từ cái rễ này dám bằng cây lắm ta. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Đây có cái rễ dám bằng cây luôn. Rễ to ha, hết sức to luôn ha. 25 hoành anh em ơi. Rồi. Đấy, số 74 này giá có 1,5 triệu luôn anh em. Rồi xuống cây 1,5 triệu. Số 75 anh em ơi. 75. Đấy, làm chiều cao 1,5 anh em ơi. Rồi 1,5 cao. Rồi quý vị xem tay cành đây. Rồi vành em nó luôn. Vành em nó là 23, 24, yếu tính 23 nha anh em. Rồi chính xác luôn. Rồi số 75 giá 1,2 triệu nha anh em. Rồi 1,2 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 70. Mã số 76 anh em ơi. 76. Cao mét 7 nha anh em. Rồi mét 7 cao. Cành rất đều anh em ơi. 23 yếu tính 22 anh em. Rồi nách nứt nứt quá xá luôn ha. Ở số 76 giá 1,6 triệu anh em. Rồi 1,6 triệu. Rồi xuống cây luôn. Ở số 77 anh em ơi. 77 cao mét 6 anh em. Rồi mét 6 hết cao. Đây là hết mét rưỡi rồi. Quá trời nụ về chắc nó trổ quá anh em. Nụ bung ha, quá sáo luôn nè, xanh 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 nè, đặt hết trơn này ha. 22 hoành anh em ơi. Rồi chính xác. 77 giá 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi 78. Mét 7 luôn anh em ơi. Rồi mét 7 cao luôn. Đây gần quá trời luôn anh em. Đây chọn hết ba chàng nhỏ nhỏ thì anh em thấy nó sạch sạch ở trong với thực tế ở gần nó rất đều anh em. Này cũng nở luôn anh em. Rồi và anh em nói luôn. Rồi trên. 23 anh em ơi. Có cái củ nở tròn tròn ở dưới đó ha. Ở số 78 giá 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu quý vị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 79 anh em. 79. 79 chiều cao cũng 1,6 luôn anh em. 1,6 luôn. Rồi hết cái dây là 1,5 triệu rồi anh em. Rồi quanh em nói luôn. 21 yếu chích tính 20 anh em ơi. Rồi. Ở số 79 thì giá 1,4 triệu anh em. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây. Bao ship toàn quốc luôn nha quý vị ơi. Mã số 80 anh em. Rồi 80 cao. Chiều cao mét 6 luôn rồi anh em. Rồi mét 6. Để mình né
bài anh em về à. Đây cành quá xá ha. Rồi qua anh em nó luôn. Thấp thân thấp. 22 hoành anh em. Rồi 22 hoành, tay cành đẹp. Số 80 này giá 1,4 triệu anh em. Rồi triệu tư quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Số 81 anh em. Rồi 81. Rồi 1,7 m. Đế bộ rễ nhiều điều nghe nè. Tại cành cũng quá sáng. Rễ là nhiều quá trơn nè. Rồi quanh em nó luôn. Quanh em nó là 22 yếu tính 21 anh em. Rồi. Là số 81 mà giá 1,3 triệu anh em. Rồi 1,3 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Tám mươi hai. Số 82 anh em ơi. Số 82 có cùng chuồng anh em. 82 xù á anh. Để lát ở vô kiểm tra nha quý vị. Mình báo mình bán cho anh em. Mét 7 anh em. Mét 7. Chuồng nó cục mình nhưng cục nhẹ là mình không có tính đâu. Mình báo cho anh em tham khảo thôi. Bật bật lăn luôn ra bên đây nữa nè, mà nhưng mình vẫn là báo bình thường cho anh em thôi. Rồi. Đó, còn giá bán giá thì vẫn bình thường. Có giá là giá mai thường chứ không phải báo giá mai xù. Rồi. 21 hoành anh em, 22 yếu chích à. Siêu siêu. Và mã 82 giá nó 1,5 triệu anh em. Rồi, 1,5 triệu rồi, xuống cây. Nó bự qua cục xù bự bằng chải bằng đầu ngón tay cái rồi ha. Đây này cũng có hiện tượng chút nữa anh em. Rồi mã số mình 7 mấy rồi. Số 8. 8 hả? 8 mấy rồi. 83 anh em ơi. Rồi 83. Cao mét 7 luôn anh em ơi. Cao có dư anh em. Rồi mét 7 có dư luôn. Này cũng hiện tượng cũng khá nhiều lắm anh em. Hiện tượng ha anh. Cái này mình báo vậy thôi anh em. Rồi dừng cho em thấy hiện tượng nè. Em cứ tham khảo thôi. À cái gì? Có một cục đó ha. Nào nổi mà chừng bằng cái dài chừng tất à. Mấy báo thiệt không? Báo thiệt. 22 hoành anh em ơi. Để đế đều anh em. Mã số 83 này giá 1,5 triệu anh em. Rồi xuống cây 1,5 triệu. 84 quý vị ơi. Số 84 anh em ơi. 84 chiều cao chắc 2 mét quá tính mét 8 anh em ơi. Rồi mét 8 cao. Cái này à, anh em là kiểu không cao là chơi cây mai này thì gần để tay cành nó hơi lỏng rồi chứ rất đều anh em. Cành chi cũng đều đây ha. Nó có gì? Anh em là chơi tông cao cây mai này rất hợp lệ anh em. Dễ đế bự chảng anh em. Rồi, quanh em nó luôn. 24 hoành yếu 23. Tính ấy quanh 23 hoành. Còn là tính 22 anh em ơi. Tính 22. À, 84 mà giá 1,3 triệu anh em. Rồi 1,3 triệu quý vị ơi. Anh em nào chơi tông cao là tông cao là chốt cây này ha. Rồi xuống cây luôn. À, mã số tiếp theo là 85 quý vị ơi. 85 anh em ơi. Chiều cao 16 anh em ơi. Rồi 16 cao. Quá đều cây này, quá đều cây này. Quá xa. Rồi cho cái hoành em nói luôn. 20 hoành em ơi. Rồi cho luôn nhiêu anh. Mã số 85 giá 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu. Xuống cây anh em ơi. 86. 86 ơi. À 86. Rồi 1,5 m. Rồi 1,5 m. Anh em nào chốt cái mai này về trồng hơi kém ha, ok nha anh em. Thấy gì chứ tại trồng hơi chặt nó hơi chút lên ha. Cái cành đẹp đây không quý vị nè. 22 yếu tính 21 thôi nha anh em. Rồi. 86 là giá 1,4 triệu anh em. Rồi, 1,4 triệu.
Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số 87. Số 87, chiều cao mét rưỡi luôn anh em ơi. Rồi, mét rưỡi luôn. À. Cao nói chung mình không quan trọng chừng tất hay tất không sao nghe anh em. Mình không có dư chứ em mình không có tính thiếu đâu nghe anh em. Hai mươi mốt hoành em ơi. Rồi, giá luôn nha. Mã số 87 này giá 1.3 nghe anh em. Rồi, xuống cây. 1.3. 88 cái gì ơi? 88 lùng lực anh em ơi. Chiều cao mét rưỡi có dư anh em ơi. Rồi, mét rưỡi thôi. Lực nha anh em. Qua anh em nói luôn. Mình nổi gân hết nha anh em. 24, 25 yếu tính 24 anh em. Rồi 24 ha. Có rễ, có đế, có củ luôn anh em. Mã số 88 giá 1.5 triệu nha anh em. Rồi 1.5 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi 89. 89 chiều cao mấy phải anh em ơi. Dư dư. Mấy phải có dư anh em ơi. Chim đó rồi dư rồi đó. Rút ra xíu. Ngã. Rồi, khá cao ha. Đứng là dịnh luôn đây. Tại vì cái bầu nha, bầu không được bằng phẳng ở dưới nha quý vị, anh xây giúp làm em ha. Này cao mét 7 mét 8 gì đó quý vị. Rồi, tay cành chia đẹp ha quý vị. Rồi, cho em cái hoành luôn. Mình nó dặn luôn anh em, gần anh em. 23 hoành em ơi. Rồi 23 hoành thấy bự quá ha ta. Mã số 89 này giá 1.7 triệu anh em. Rồi 1.7 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 90. Mã 6 nha anh em. Rồi mã 6 cao. Mã 6 có dư luôn á anh em. Để mình đéo mà đèo nha. Này cũng có hiện tượng nước lứt nhiều lắm nha. Mà mình không có cào, không có móc. Rồi quà anh em nói luôn. Có đế có rễ đẹp nha. 21 anh em ơi. Rồi chính xác 21. Rồi giá luôn nhiêu anh? Mã số 90 này giá 1.4 triệu anh em. Rồi 1.4 triệu bao ship luôn nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Mã số 91 anh em ơi. Rồi cao. Cao mét rưỡi đi. Mét 6. Mét 6. Tay cành cũng đều lắm anh em. Tay cành chia đều nào quý vị. 23 yếu tính 22 nghe anh em. Rồi mã số 891 là giá 1.4 triệu nghe anh em. Rồi 1.4 triệu quý vị, tay cành đẹp nha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 92. Rồi mét 7 cao. 8 thì chơi cái cây này với cái cây nãy là cái tông cao anh em, là chơi rất đẹp anh em. Cây nãy tôi mấy cũng quên luôn rồi. Không biết, không nhớ luôn. 23 hoành anh em ơi. Rồi chính xác. 90 mã số 92 là giá có 1.3 triệu nghe anh em. Rồi 1.3 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Mã số 90 mấy rồi? 93. 93. Chiều cao mét 6 anh em ơi. Mét 6 có dư nghe anh em. Mét 6. Tàn quá rộng anh em ơi. Cái cành đều lắm. Cái này là mình con vô hết cả tắc hết rồi nghe anh em. Chàng nhỏ nhỏ là mình tỉa hết cho anh em luôn. Rồi cho em cái hoành luôn. Nhất cho mè luôn. 24 hoành nha anh em. Rồi giao luôn nhiêu anh? Mã số 93 giá 1.5 triệu nha anh em. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 94 quý vị ơi. Mã số tiếp theo là 94, chiều cao mét rưỡi nha anh em. Rồi mét rưỡi cao.
Rất là dụng anh em, có đế, à, đế tay cành đây quý vị. Đế nổi luôn anh em. Rồi, quanh em nói luôn. Quanh em nói 22 yếu tính 21 anh em. Rồi, chính xác có đế nó luôn. Số 94 này giá 1.3 nghe anh em. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mét 6 cao. Đàn rất là đều anh em. Mười chín quanh anh em. Rồi, 19 quanh. Mã số 95 là giá 1.3 anh em. Rồi, 1.3. Tặng cái điều lắm anh em. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 94 phải không? 96. 96 anh em ơi. 96 nha quý vị. Rồi, 96 luôn anh em ơi. Cầm 6 có dư anh em. Rồi, 6 hơn. Đây cầm rất là đẹp anh em. Rồi, cho em cái quành luôn. Quanh là 20 anh em. Rồi, chính xác. 96 giá 1.4 anh em. Rồi, 1.4 bao ship luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây. 97 ha. 97 cây này đẹp anh em ơi. Dế để rồi cũ đầy đủ, tràn chi đều. Rồi, cao nó khoảng 1.5 ha anh. Rồi, chiều cao 1.5 anh em ơi. Tầm 1.5 nha quý vị. Dế rất đẹp anh em ơi. 22 hoành anh em. Rồi. Để rất đẹp anh em. 97 thì cũng có 1.4 nha anh em. Rồi, xem vòng luôn anh. Cái này anh em làm chút là bao á anh em. Rồi, xuống cây luôn. 1.4 nhiêu quý vị? 98 quý vị ơi. Rồi, mét 6 có hơn. Đây gần quá đều anh em ơi. Rồi, còn em nói luôn. Còn em nói là 21 anh em ơi. Rồi. Đã số 98 là giá 1.3 anh em. Rồi, xuống cây. Tại cành đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 99 quý vị ơi. Chiều cao 1.5 anh em ơi. Rồi, 1.5. Số 99 mã số đẹp nha anh em. Cây cũng bự luôn anh em ơi. 24 quần em ơi. Rồi. Mã số 99 là 1.5 anh em. Để giúp em vòng. Nó cầm rất là đều anh em. Rồi, xuống cây. 1.5 nha quý vị, 99. Quần 24 luôn. Rồi, mã số 100. Số này cũng đẹp nè. 100 kỳ chiều cao 1.7 anh em ơi. Rồi, 1.7 cao. Đây, có hơi hơi hiện tượng. Để cho thầy ấy cho anh em tham khảo ơi. Có rồi mà còn nhỏ nha anh em. Nít nách hả? Nách. Đồ u với đùi ếch nha anh em. 23 yếu tính 22 anh em. Rồi. Mã số 100 này giá 1.4 anh em. Rồi, 1.4 quý vị ơi, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. 101 anh em. Rồi, 101. 101 thì cao 1.5 anh em ơi. Rồi, cao 1.5. Rồi, tay cành đẹp quá nè ha. Cành đều quá vậy. 23 hoành. 23 hoành anh ơi. Chào luôn nhiêu anh. Số 101 này giá 1.4 anh em. Rồi, xuống cây. 1.4. Rồi, 102 cũng có clip của mình anh em. 102. Có clip mình anh em ơi. Chiều cao cũng 1.6 anh em ơi. Rồi, 1.6. Cây cà tỏ rất là đều anh em. Rồi, cho em cái quành em nói luôn.
mình dọn thành ra trong anh em thấy trống vậy chứ đúng ra tình hình nó đều lắm anh em. 20 hoành anh em. Rồi giá bao nhiêu anh? Mã số 102 này giá 1.3 anh em. Rồi 1.3 nha quý vị. Rồi clip mình cũng thành thật cảm ơn tất cả anh em, những clip vừa rồi anh em ủng hộ mình rất mạnh thì mình mong clip này anh em ủng hộ mình như những clip trước anh em. Rồi mình xin chào tất cả anh em hết nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.